Xin chào tất cả mọi người nha. Không biết mọi người còn nhớ em không nhỉ? Hồi trước mình hay ra video trên kênh này lắm. Nhưng mà từ lúc mình đi lính ấy, mình ít ra video hẳn. Bây giờ mình cũng già đi hẳn rồi. Đi lính khóa 29 nha mọi người. Các bạn nào mà theo dõi mình thì các bạn sẽ nhớ. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái video mà tâm sự cho mọi người nha. Thì năm 2019 mình nhập ngũ. Sau 2021 thì mình xuất ngũ được một số vốn nhỏ nhỏ, rồi mình đi làm thêm trong vòng một năm, rồi cộng với tiền nghĩa vụ thì đi làm thêm là được gần 300 triệu nha mọi người. 300 lúc đó suy nghĩ mua gì thì mình tính mua xe chơi quay lại chơi lại mọi người, nhưng mà vì cái đồng tiền chén cơm thôi mình không có mua xe nào hết á. Chắc mọi người thất vọng lắm nên mình cũng không có ra video thường xuyên, tại lúc đó là mình suy nghĩ của mình nó đã khác rồi. Nói chung một thằng hai mấy tuổi nó suy nghĩ nó khác với cái lúc mười mấy tuổi nhé các bạn, khác rất là nhiều luôn. Mình ra quán cà phê mình làm, mình dùng tất cả các vốn mình mở quán thì mình thu nhập mình cũng đều đặn thôi, cũng như một người công nhân bình thường á, cũng tầm mười mấy triệu à, 1-2 triệu mỗi tháng thì thu nhập mình ổn định rồi. Thì mình cũng làm thêm việc này việc nọ, như lâu lâu thì có theo bạn bè làm camera được, gắn camera ở vòng dọc của Tây Ninh đó mọi người. Còn mối quan hệ bạn bè thì giờ như nó đã siết chặt dần rồi, mình ít chơi với ai lắm nên nhiều người khi người ta lãng quên mình luôn hả. Không phải là mình không chơi với người ta, nhưng mà công việc của mình thôi, mình hạn chế tối đa. Thì từ 2019 tới bây giờ thì mình thấy mình già thôi, chứ mình không có được cái gì mới hết á, được cái là có quán xá vốn. Nói chung thì tự chủ kinh tế cho mọi người. Bạn nào mà muốn bắt đầu làm kinh tế 2024-25 này chắc cũng đáng đo lắm. Thì sau khoảng thời gian mình làm quán thì cơ duyên mình với mấy người bạn của mình á, mình đã nhảy qua thị trường crypto Bitcoin nha mọi người. Thì mình dạng là hâu thôi. Mình mua ở cái mức giá thấp bán cao thôi. Chứ nói vậy thôi các bạn, chứ thật ra thì mình bị lỗ mấy triệu đồng rồi. Nói chung cái mảng này bạn nào tìm hiểu thì mình có thể hỗ trợ được, hướng dẫn mọi người chơi đúng cách. Còn hồi đó mình mới vô sân chơi mình đụng ngay cái đồng cách coi ấy thì lỗ, rồi đầu tư thêm mấy cái đồng kia nữa cũng lỗ một khúc nữa. Nói chung là bị mấy anh điêu Việt Nam á lùa cho một khúc tiền. Thì sau này thì mình chuyển qua chơi sàn, những cái đồng coin mình hâu, rồi làm thêm dự án Arup. Arup thì làm cho vui thôi chứ cũng không có tiền bao nhiêu các bạn. Bạn nào mà ủng hộ mình ấy, thì cùng mình làm Arup cũng được. Mình tính giới thiệu cho bạn một cái con game trên hệ Telegram mà mình chơi nhiều game lắm. Game đầu Arup với mọi người gần 300 game lận. Nhưng mà gần đây thì mình thấy có một con rất là ok. Thì cái con đó thì để video sau mình tâm sự mới nói với mọi người đi. Đây là cái video mình tâm sự với mọi người. Thì trong vòng khoảng thời gian 2019 tới nay ấy, mình tương đối là ổn. Kinh tế thì mình đã tự chủ rồi. Không biết mọi người hiện nay là có khỏe không? Mọi người còn theo dõi em không? Nếu mà còn theo dõi thì cứ để comment lại đi nha. Mình sẽ ra những video từ tương lai là video về Arup thôi, về game thôi, chứ mình không có quay mấy cái vlog đường phố nữa. Nói chung vlog đường phố chỉ phù hợp mấy cái bạn trẻ thế hệ Gen Z thôi. Mình cảm thấy mình già đi rồi nên mình không có tập những vlog đường phố nữa. Thôi mình xin dừng video tại đây nha. Có gì mình sẽ giới thiệu các bạn những con game Arup uy tín trên Telegram nha mọi người, và không đầu tư vốn.